Pinnacle Bella Skin Clinic and Wellness là nơi chuyên chăm sóc da mặt cho các bạn, trị tận gốc mụn, nám và lão hóa. Tất cả nhân viên chuyên nghiệp sẽ giúp cho quý vị có một làn da tuyệt vời. Pinnacle Bella có lớp huấn luyện tay nghề cho quý vị đã có bằng. Mọi chi tiết xin liên lạc 14331 Euclid Street, Unit 103, Garden Grove, California 92843, điện thoại 714-265-1818, 714-265-1818. Xin kính chào quý vị đang theo dõi Đài Little Sài Gòn TV. Hôm nay Kim Anh hân hạnh đón chào sự có mặt của chị Ý Nhi và chúng tôi sẽ cùng mang đến quý vị một cơ sở thẩm mỹ viện mới trong cộng đồng của chúng ta. Chị Ý Nhi xin kính chào quý khán giả của Đài Little Sài Gòn TV và chào em Kim Anh. Chào lần chị. Đầu tiên chị gặp em thì hôm nay Ý Nhi muốn giới thiệu đến quý vị một cơ sở thương mại mới mở đó là thẩm mỹ viện tên là Pinnacle Bella Skin Clinic và cũng như Wellness, là coi như là vừa đẹp làm đẹp từ trong ra ngoài đấy em. Từ trong ra ngoài, thưa chị, trong cộng đồng chúng ta thì có rất là nhiều cơ sở thẩm mỹ viện. Đôi khi mình đến một cái cơ sở nào đó thì xin chị cho biết lý do vì sao em nên đến Pinnacle Bella. Cái Pinnacle Bella là một cái nơi ngoài ra cái chăm sóc cho cái làn da cho quý vị, giống như là lão hóa hay là làm sạch da, làm tẩy da. Ngoài ra cái vấn đề mà gọi là cái service đó, chúng tôi còn chuyên trị về da mụn, da nám. Tại cái đó rất là cần thiết, tại vì có rất là nhiều em còn trẻ nè, hoặc là những người lớn chúng ta bị da mụn, mà da mụn rất là nhiều. Đôi khi rất là khó kiếm một cái nơi mà gọi là chuyên trị về những cái da mụn đó. Còn nám cũng vậy nữa, xài rất là nhiều sản phẩm mà không biết xài những sản phẩm gì để mà có thể gọi là đúng cho cái làn da của mình, để có thể tẩy những cái làn da đó đi. Thì Pinnacle Bella sẽ là một nơi có thể là cho quý vị như là cho quý vị chữa trị và cũng như giúp cho quý vị được một cái làn da tốt đẹp và cũng như chữa trị những cái vấn đề mà khó khăn trong cái làn da mình. Thưa chị, ví dụ như mẹ em có những cái nếp nhăn mà nó hơi sâu trên trán thì hoặc là những cái chỗ khác thì mình có thể là có cách nào giúp được không? Đúng rồi, những cái vấn đề mà cái da mặt mà lão hóa, lão hóa thì chúng ta cũng không có thể nào mà ngăn ngừa được. Nhưng mà chúng ta có thể giúp cho cái làn da chúng ta nó có thể giữ được, có thể là càng trẻ một ngày nào, hai ngày đó. Thì cái vấn đề mà không phải là mình đến mình chỉ làm facial không. Cái quan trọng nhất là cái những người nhân viên và cũng như cả những người làm ở trong cái clinic đó phải chỉ dẫn cách thức ăn uống và cũng như về home care, là coi như ở nhà chúng ta phải xài như thế nào, làm như thế nào để mà có thể giữ gìn cho một cái gọi là cái làn da nó tốt đẹp. Chứ không phải là mình đến cái thẩm mỹ viện để mình làm không thì mình sẽ được một cái làn da sạch. Cái đó không phải những cái đó, nhưng mà có nhiều thứ có thể gọi là một nơi có thể tin tưởng được để mà đến để mà tham khảo với tất cả nhân viên của Pinnacle Bella, mà chúng ta có thể coi như chỉ dẫn. Và có nhiều cái mặt hàng để em, không phải là mình mua mặt hàng về là mình xài được. Mình phải mỗi một cái làn da nó khác nhau thì mình phải đến, mình phải coi cái làn da của một mỗi con người để mình xếp cho cái loại là cái sản phẩm đúng cho cái làn da của mỗi một cá nhân. Thưa chị, đó mẹ em, còn bây giờ đến ba em, thí dụ như người đàn ông thì có cần có cái dịch vụ nào cho nam giới không? Cần chứ, tại vì nói tới nam giới chúng ta, mình nghĩ là không cần phải facial, nhưng mà hiện tại bây giờ có rất là nhiều nam giới đến thẩm mỹ viện để mà làm sạch da nè, và cũng như làm facial. Vì đây em biết là cái trên cái khuôn mặt của chúng ta nó cũng có điều có những cái muscle. Đôi khi mình nghĩ là mình không cần chứ, nhưng mà mình phải cho nó, giống như là mình tập thể dục thì mình giúp cho cái muscle, cho cái khuôn mặt của mình có thể gọi là nó săn hơn, thì mình nên đi thẩm mỹ viện để cho mình làm sạch da và cũng như massage để cho cái da mặt mình nó săn và nó sẽ giữ được cái nếp trẻ càng lâu dài hơn. Tức là bây giờ là nam giới hay nữ giới, chúng ta hãy cứ đến Pinnacle Bella thì chị Ý Nhi cùng những toàn thể nhân viên sẽ có những cái phương thức để giúp cho làn da chúng ta đẹp hơn, mà đẹp từ trong ra ngoài luôn. Từ trong ra ngoài, miễn cách thức ăn uống. Tại vì đối với Nhi, ngày xưa chị cũng bán những cái supplement về phục quy đăng giấm đen, thì chị rất là thích để mà gọi là giải thích cái phân tích như thế nào mình ăn uống và cũng như mình sử dụng bất cứ một cái sản phẩm gì. Thì là không phải là mình mua đồ mắc tiền là tốt, không phải là mình mua đồ rẻ tiền gọi là không tốt. Tùy theo cái sản phẩm mà đi theo cái da của mình, thì cái quan trọng nhất là phải có người chuyên khoa, chuyên nghiệp để mà giải thích về cái vấn đề đó. Và còn một điều nữa là ở chỗ Pinnacle Bella chúng tôi đều có những cái lớp học dạy về tay nghề cho những quý vị nào đang hành nghề mà cần một cái tay nghề vững và cũng
cũng như đã có bằng rồi mà không biết làm với cái nghề gì thì có thể đến Pinnacle Bella, thì nơi chúng tôi có thể chỉ dẫn cho quý vị về tay nghề, những cách thức chữa trị mụn và cũng như nám. Tại vì em cũng biết là chị cũng có cái trường Sarawak Beauty Academy ở trên Laguna Hills, thì đây cũng là một cái chi nhánh tại gần Garden Grove của chúng ta. Thưa chị, em cũng như khán giả sẽ có một câu hỏi rất là thông thường, đó là khi mà mới khai trương thì chúng ta có những cái promotion gì, discount gì không? Nếu mà quý vị nào mà đến Pinnacle Bella, nói là quý vị xem cái chương trình Kim Anh và cũng như Y Nhi nói trong cái talk show này, thì quý vị sẽ được 30 đồng. Cái gift certificate. Gift certificate có thể là dùng để cho làm facial, bất cứ một cái service nào cũng được hết. Thì nếu quý vị cứ gọi ngay cho Pinnacle Bella là 714-265-1818. Rất là dễ nhớ mà, thưa chị. Chị quên, chúng ta chưa nói cho khán giả là nó nằm ở đâu, có xa lấy từ Sài Gòn chúng ta không? Rất là dễ, nằm ngay bên cạnh tượng vua Quang Trung, là cái địa chỉ là 14331 Euclid Street, số phòng là 103 Garden Grove, California 92843, ngay bên cạnh tượng vua Quang Trung đó em. Là góc đường Euclid và góc gần Hazard. Hazard and Euclid. Đúng rồi. Tại vì đôi khi có những khán giả ở xa đó thì họ cũng cần biết rõ hơn chút. Dạ. Đúng rồi, còn không thì gọi đến cho Pinnacle Bella 714-265-1818.